Ở đây là 30 cái. Đây là mình xác. Ôi. Thì mình mới liều là mình bán căn nhà mà ba mẹ cho á. Mua xe cứu thương. Nghĩa tình là chở bà con nghèo về. Làm luôn cái vấn đề mai táng từ thiện. Là vừa chở về vừa phục vụ luôn mai táng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh đó cô bác quý anh chị. Và trước mặt của cô bác quý anh chị đó là cái chiếc xe từ thiện Nhật Tâm. Thì nói về anh Nhật Tâm thì anh làm ở trong bệnh viện, nhưng mà anh là người mà có những cái người nghèo mà sau khi mất không có tiền lo mai táng thì anh sẽ lo hết tất cả miễn phí 100% cho các bệnh nhân cũng như là những người đã mất, để họ có một cái nơi an nghỉ cuối đời mình. Và đây là cái chiếc xe hàng ngày anh cùng với lại các anh tài xế ở đây chuyển bệnh nhân về quê nè cô bác của anh chị, hoặc là chuyển những người đã mất về quê, và đây tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của anh cũng như là nghề làm nghề mai táng miễn phí như thế nào. Thì mời cô bác của anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là nghe sự chia sẻ của anh Nhật nha. Mỗi một ngày như thế thì anh Nhật mình có trao đổi với anh Nhật là trong 3 tuần vừa rồi thì anh đã mai táng hết 30 quan tài miễn phí và khắp tất cả mọi miền trên đất nước, miễn phí 100% giá xe không đồng cho bệnh nhân nghèo khó khăn và đồng bào dân tộc. Và đây là hình ảnh phía trước của bác quý anh chị, là hình ảnh anh Nhật. Đây là cái nhà này là nơi mà anh Nhật chứa gần hàng chục cái quan tài và được mạnh thường quân ủng hộ để mà anh có thể là mai táng miễn phí cho những người đã mất các cô bác quý anh chị. Và mình sẽ theo anh Nhật để mà vô đây ha. Em nghe nói là hôm nay mình mới chuyển quan tài về tiêm. Mới quan tài này mình mới về khoảng được 15 phút rồi. Dạ. Thì hôm nay mình đợt này mình chuyển bao nhiêu cái anh ha? Gần 30 cái. Gần 30 cái. Cái này là của tập thể bất động sản Mạnh Thường Quân, tập thể Mạnh Thường Quân bất động sản ở dưới Bình Dương á. Tài trợ toàn bộ hết luôn. Dạ. Và thứ tư này về thêm 20 cái quách con nít đó. Dạ. Thì em được biết là cái nhà này là anh thuê để anh chỉ để chứa quan tài thôi hả? Đúng rồi. Thuê để chứa quan tài. Dạ. Nhìn thấy lần đầu tiên mà vô này nhìn thấy ớn ớn lạnh anh Nhật. Tại thật riết cũng quen. Dạ. Ở đây là 30 cái. Đây mà mình xác. Ôi. Cái này đây hả? Ờ. Không biết như thế nào mà khi mà em vô đây nó có cảm giác là lạnh lạnh anh Nhật, anh có bật máy lạnh không ạ? Hả? Bình thường. Tim đập chân rung rồi nè. Đấy. Trời ơi. Anh Hoa đi theo em, anh có cái cảm giác gì không? Cảm gió thôi, mới có cảm giác. Cảm giác nó lạnh lạnh thiệt luôn á. Ô đây, ở đây có thành thờ hả? Này ông Táo. À, anh Nhật thì hôm nay thì em đến đây thì anh là làm nghề mai táng miễn phí. Và đặc biệt thì cái công việc của anh thì đâu phải là ai làm cũng được đâu. Phải có một cái căn duyên gì đó. Dạ. Thì mới làm được, thì anh có thể chia sẻ cho em với lại anh Hoa nghe về cái căn duyên lúc đầu mà anh làm cái công việc này anh Nhật ha. Thì cái là thời gian đầu á, thì mình lúc mà mình mới về bệnh viện tuyến quận làm á, thì mình cứ nghĩ là mình tài xế cấp cứu bình thường thôi. Thì khi là những lần mình vận chuyển lên tuyến trên á, thì mình mới cảm giác được bà con nghèo người ta ngồi, người ta khổ sở, người ta cần xe. Thì thời điểm đó thì ở bệnh viện cũng có bán xe thanh lý, nhưng mà tại vì mua không được nên ngồi cứ đắn đo hoài, mà thấy những cái giọt nước mắt của bà con nghèo á rớt, rồi vấn đề không có đủ khả năng chi phí để đưa về quê, thì mình mới liều là mình bán căn nhà mà ba mẹ cho á. Mua xe cứu thương. Bán nhà để mua xe cứu thương. Đúng rồi. Miễn phí. Miễn phí. Rồi. Thì lúc đầu mình cũng nghĩ thôi, từ từ mình mua lại. Thì mình cứ nghĩ là mình giúp được bà con cái gì giúp, rồi mình cũng chạy thêm này nọ để mình kiếm cơm kiếm sống qua ngày. Thì những cái trận đó là mình đưa về dưới Trà Vinh thì tiền xe là 2,2 triệu,
mà thấy bà con nghèo mà đi gõ cửa hàng xóm á, gom từng đồng để trả tiền xe cho mình chẳng lòng chịu không nổi. Cái khi mà người ta gom xong xuôi hết rồi, mình cầm cái số tiền mà đâu có phải là tiền chẵn đâu, tiền lẻ mà 50, 120, 130 này nọ, mình cảm thấy cầm bỏ vô cái bọc, nguyên một bọc bọc vậy, mình cảm thấy chịu không nổi, gửi lại gia đình đi miễn phí vậy. Thì cái chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe không đồng nó ra từ đó, rồi bắt đầu mình cũng vẫn đi kiếm cơm. Nhưng mà mình thấy những lần mà bà con nghèo mà lấy xác ở trong nhà xác 40-50 triệu, cái giá nó rất là cao. Rồi mình thấy mình đưa về, rồi những cái hoàn cảnh mà đưa về tới nơi rồi đi kiếm tiền để trả tiền đó qua, mình không có thể nào mình chịu nổi cái vấn đề mà đã nghèo đã khổ, cày lưng ra đi vay đi mượn để lo lấy cái xác ra lo cho người chết. Lo xong xuôi hết rồi, rồi cái hiện tượng mà là một cái đám ma mà trong giờ người ta đi tới cúng điếu, mà cái cảnh nghèo thì ai chơi, cảnh nghèo thì đâu qua chơi, đâu có bạn bè, đâu có người nhiều người, thì bắt đầu ở trông chờ cái thùng cúng điếu, mà thùng cúng điếu mà không có người tới thì bắt đầu đi vay đi mượn đi cày để trả tiếp cái phần nợ mà mình đã mượn. trả cho cái người đã mất. Coi như là cái đám ma mà mình lo là đã đi vay đi mượn để lo và trông chờ tiền cúng điếu để trả nợ, mà gặp khổ nghèo không tiền không có mối quan hệ thì lấy cái gì mà trả, lúc đó phải còng lưng ra tiếp để đi trả nợ tiếp theo nữa, nợ chồng nợ rồi chưa chưa tính lãi suất lãi mẹ để lấy con lãi tùm lum lãi. Thì đâm ra cái từ đó cho đi em mới làm thêm cái mai táng từ thiện nữa, là bây giờ là chuyến xe nghĩa tình là chở bà con nghèo về làm luôn cái vấn đề mai táng từ thiện, là vừa trở về vừa phục vụ luôn mai táng Vậy là lần đầu miễn tiên phí, là chỉ có chuyến xe từ thiện thôi, chuyến xe không thì đồng không đồng thôi. phục vụ cho bà con nghèo thôi, rồi sau này mình làm luôn cái mai táng từ thiện nữa để phục vụ tiếp cho bà con nghèo tiếp, là coi như mình trở về mình lo hết từ A tới Z luôn, để bà con nghèo không còn phải lo cái vấn đề vướng bận mai táng hòm rương hoặc bất kỳ cái vấn đề gì nữa, tại mình cứ nghĩ mình ở trong hoàn cảnh đó nó sẽ như thế nào. Đôi khi nhiều cái cảnh mà nhìn mà nước mắt không cầm được luôn. Nhưng mà cái việc mà mai táng miễn phí đó, đó là một cái kinh phí lớn chứ không phải là nhỏ. Mà cái việc mà hòm gương á, thì đã có, hiện nay thì đã có người họ tài trợ rồi, mạnh quân thường quân tài trợ. Còn cái việc mà chi phí nè, thứ nhất là đi đứng nè, thứ hai là từ cái việc áo quan này kia lo đám đó, thì chi phí một người đó cũng ít nhất là vài chục triệu là chuyện bình thường. Thì cái chi phí đâu anh hoạt động Nếu nhỉ? mà ví dụ nếu mà nói thẳng, nếu mà với những trại hòm thì một cái đám tang mà mình làm là anh cũng có gửi cho em coi rồi, là nó tầm phải 40-50 triệu chứ không rẻ. Đúng. Nhưng mà mình mùng lộng này nọ là mạnh thường quân người ta tài trợ, cái vấn đề cái thứ nhất. Cái thứ nhì là mình mua những đồ tang đồ này đồ nọ mình mua giá sỉ mình phục vụ cung cấp cho bà con nghèo. Còn vấn đề mà hoạt động duy trì là mình kêu gọi mạnh thường quân anh em bạn bè này đó, tại vì bây giờ nè hòm nói thẳng hòm bây giờ đã có mạnh thường quân cho đúng không, thì cái vấn đề chi phí mai táng nó sẽ bị giảm xuống, nó giảm xuống. Nhưng mà khi mà mình làm đám tang là mình phải đôi khi những hoàn cảnh là người ta chỉ có 50 ngàn trong người không có tiền, thì cái lò thiêu ai đóng cũng là mình đóng, nên mình phải kêu gọi. Ví dụ như một cái đám tang khoảng 8 triệu thì kêu gọi được cái đó là cái gì? Thứ nhất là tiền đóng là thêm khoảng 4 triệu rồi, là còn 4 chi tiêu còn 4 triệu. 4 triệu đó làm cái gì? Anh em tài xế trực tiếp vô cảnh liệm luôn, thì chia cho anh em mỗi người 2 triệu, 1,5 triệu tới 2 triệu tùy theo. Phần còn lại là gồm như gì? Mình phải mua đồ tang, chi phí tất cả mọi thứ, đồ tang, khăn tang, vải, tẩn liệm này nọ, tất cả mọi thứ mình gom mình tính vô gọt như vậy, coi như vừa làm được cái một cái đám của người giàu mà phục vụ cho người nghèo mình mới ngồi tính. Còn khi nào mình kêu gọi mà cũng tùy duyên à, kêu gọi không đủ thì mình trả tiền lương qua, miễn làm sao mình đảm bảo cuộc sống cho anh em để anh em có sức đi phục vụ cho bà con nghèo
Tại vì người ta hay thường nói là có thật mới vượt được đạo. Dạ. Đảm bảo cuộc sống cho anh em, nuôi gia đình thì anh em không còn phải bận tâm nữa, thì lúc đó anh em sẽ đi phục vụ người nghèo cực tốt hơn. Mình chủ yếu cần là cần từ cái tâm ra. Anh hoạt động là năm nay là bao nhiêu năm hay anh Nhật ha? 4 năm mấy rồi. 4 năm mấy. Thì những cái hoàn cảnh nghèo thì rất là nhiều. Và đặc biệt thì 4 năm mấy nay thì cái anh có ấn tượng với một cái hoàn cảnh nào nhất không? Nó nhiều. Tại vì mỗi một người nghèo á là mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Có người á thì đưa về con cái không lo. Có người đưa về nhà cửa không có. Nó nhiều hoàn cảnh. Và đôi khi cũng có một trường hợp mình đưa về như đưa cái ca đó về dưới An Giang đi, ổng chết, mà nhà đó là nhà của vợ riêng, vợ kiểu như dạng y cấp đôi á, là đâu có dính dáng gì tới tài sản của chú đó, mà mấy đứa con đi tranh giành với tài sản nữa. Trời. Nó nhiều hoàn cảnh mà mình không thể nào đó. Rồi cũng có trường hợp cha đưa về còn hấp hối chưa chết, con cái đứng ngồi chia tài sản luôn. Trời. Nó nhiều hoàn cảnh, nó tất cả mọi thứ đều như thế. Những cái lúc đó thì anh có cảm thấy mình cảm thấy mình sao ta? Mình thấy nó bất công á. Nó rất là bất công, nhưng mà bây giờ cái xã hội bây giờ mà người thương cũng có, người ghét cũng nhiều. Nhưng mà nó thay đổi hết rất là nhiều. Tại vì cái lúc mà hai anh bước vô nhà em, anh thấy trên bàn có nguyên một bức tượng. Dạ. Một bên là quỷ, một bên là Phật, ở giữa đứa con nít. Nó nghĩa là sao? Khi chúng ta sanh ra, nếu biết điểm dừng, biết tu nhân tích đức thì sẽ về Phật. Còn khi mà lòng tham đã trỗi dậy rồi thì nó sẽ về ma về quỷ. Nó đơn giản vậy thôi. Còn ở giữa đứa nít là sao? Lúc con người sinh ra. Lúc mới sinh ra ha. Lúc con người sinh ra, để cái lòng tham của con người nó lớn lên hay không là từ lúc đứa nhỏ. Cha mẹ dạy như thế nào? Tại vì bất kỳ đứa nít nào anh cũng thấy, đứa này đứa kia nó chơi với nhau hồi lại giành được chưa? Là tại sao? Lòng tham bắt đầu khởi xướng lên. Và khi bắt đầu trưởng thành tới lúc lớn lên, nó còn lòng tham và có biết đủ nữa hay không là từ lúc đó. Nếu mà cảm thấy đủ cuộc sống thì an phận. Và khi sinh ra hai bàn tay trắng và khi chết đi đều trắng hai bàn tay, biết an phận, cảm thấy cuộc sống đủ, ok, thì nó dễ. Còn khi mà con người mà lòng tham vô đáy mà không biết bao nhiêu cho đủ thì nó sẽ khác nữa. Bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu tính kế, bao nhiêu cách lục lừa. Và đôi khi cũng về một phân vàng, một ít con giết cha giết mẹ, anh em tàn sát nhau rất là nhiều. Cũng vì cái gì? Tiền. Anh thì đi mai táng nhiều rồi và thấy cái cuộc sống là này là nó vô thường. Họ sống thì họ cứ tranh giành với nhau, và đôi khi chết thì tay trắng không giữ lại một thứ gì cả. Thì anh làm nghề này thì anh cũng đã gặp cái, có nghĩa là sống chết nó chỉ mỏng manh lắm. Mỏng manh, đúng rồi. Và anh có một cái lời khuyên nào gửi đến những người mà họ vẫn đang sống ở tại cái đó là này? Cái đó là nó thiệt là do tâm của mỗi người. Có giác ngộ, có thức tỉnh hay không, hay là đồng tiền nó làm cho mình bị mờ mắt đó thôi. Đó là cái ý thức của mỗi con người đó. Chứ mình cũng không có phải là thầy chủ trì hay là thứ gì đi nữa để mình giảng dạy cho người ta. Quan trọng do cái tâm của mình. Yeah. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ cái tâm. Tâm thiện hay tâm ác cũng từ mình mà ra. Tại nhiều người cũng kêu ăn chay. Tại bản thân anh là hồi xưa lái xe cho bên công ty phân bón ba lá xanh, là sếp anh. Sếp anh là người dẫn dắt chỉ dạy anh nên người ngày hôm nay. Là lý do sao? Hồi xưa rất là mê đi câu cá. Nói đúng luôn là rất là sát cá luôn á, thả cần là dính á. Nhưng mà sếp nói một câu: em cứ lấy cái lưỡi đó em móc vô miệng của em đi rồi em đi câu cá, em cảm giác như nào. Là từ đó mà bỏ cần rồi bắt đầu đi theo sếp, rồi cứ đi làm từ thiện. Nói, thì sếp cũng nói thì mày cho từ thiện, mày cho gạo cho này giống nào. Thì cái thời điểm mình lại có suy nghĩ, cái cảnh mà
ôm con nuôi, rồi bắt đầu bữa sáng lo bữa tối rồi lo bữa ngày mai, rồi tiền sữa tiền tả tiền này tiền nọ, tiền không có lấy gì làm được thiệt. Đúng rồi, đúng không? Thì bắt đầu nói ra hỏi 5 kg gạo nhiêu tiền, 50 ngàn, lại 1 kg 10 ngàn, rồi em cứ cho đi. Bắt đầu ổng dắt mình từ từ làm từ cho mỗi một hộ, ổng xếp cho nhà thì mình cho mỗi một hộ 10 kg gạo hoặc 20 kg gạo. Ờ, thấy nhà thiếu đồ thiếu này thiếu nọ mình cho, còn thiếu đủ như thế nào xếp bụng, là bắt đầu xếp dẫn dắt. Xếp dẫn dắt xong cái xếp dẫn dắt cho cái vấn đề ăn chay, dẫn dắt ăn chay. Ăn chay trường đúng 2 năm trời hiểu ra một điều, ăn chay không phải là cái vấn đề mà được sẽ về khỏi Tây Phương cực lạc hoặc là bất kỳ cái vấn đề gì. Ăn chay chỉ có đến giờ vấn đề quan trọng là giảm sát sanh chứ không có gì. Tu là từ cái tâm mình ra. Bây giờ ăn chay xong ra đi đòi nợ, đi đâm thuê chém mướn cũng vậy. Bây giờ anh có ăn chay không? Không. Nghĩ ăn mình chay. Cứ bằng cái tâm của mình. Dạ. Nên cái ngày 30, mùng 1, 2, 14, 15 ai ăn chay ăn mình chứ ăn mặn bình thường. Dạ. Tại quan trọng tu là từ tâm chứ không phải là đứng trước mặt người ta là mình ăn chay xong rồi hết rồi cái hồi nữa á tiền tao đâu, tiền tao đâu, tới tháng là tiền tao đâu. Đâu có được. Đúng không? Đấy, quan trọng từ cái tâm của mình thôi. Có một điều nữa là khi anh làm như vậy nè thì vợ anh có phản đối gì không? Vợ cũng vẫn đi theo, và hiện tại cứ đi theo. Bây giờ hiện tại bà xã mới đẻ xong thì cho về quê Sóc Trăng á, thì cứ nằm ổ đi rồi xong xuôi mình đưa lên tay rồi bắt đầu mình lo tiếp. Rồi bà xã có đứa em vợ lên phụ cho, rồi bà xã đi mua bông trái cây, mình lo hòm rương, hai chồng thay phiên nhau phục vụ cho bà con nhiều. Dạ. Ô vậy là chị cũng đồng tình ha. Đúng rồi, đi theo. Đi theo luôn. Thì đi theo từ lúc mang bầu luôn. Cho tới lúc gần sanh luôn là coi như là hết đi theo á. Nhưng mà để quan tài gì nè, thì cái người bình thường gặp rất là sợ. Và đối với chị thì là phụ nữ thì chị có ngại không? Thì lúc đầu cũng hơi ngại. Lúc đầu thì cũng hơi ngại mấy vấn đề này. Tại rất là sợ. Nhưng mà mình tập lúc đầu thì mình cũng dụ. Mình nói giờ đưa cái quan tài nhỏ về nhà. Cái đưa quan tài nhỏ xong cái đưa một cái, bắt đầu đưa hai cái, tới lúc từ từ đưa bốn cái. Đến ngày nay là chị không nói luôn, hết trơn. Giờ đâu nói, giờ đâu coi gì luôn, giờ 30-40 cái. Thành quen luôn. Tại vì đợt này là về, đợt này hòn về là đợt thứ 9. Tại đợt thứ 8 là về ở dưới Sóc Trăng. Sóc Trăng là về 30 cái, phục vụ cho bà con tỉnh miền Tây. Chắc có lẽ là em tiếp theo thì em nhờ anh chia sẻ về cái câu chuyện tâm linh, mang hơi hướng tâm linh nào đó. Làm cái chuyện này thì phần dương và phần âm thì nó phải mang một cái tâm linh. Thì em nghe nói được rằng khi mà một người nào đó mất hay là ở đâu cũng biết, thì cái quan tài mình tự động nó dịch chuyển. Và anh có thể chia sẻ cái điểm này cho cái vấn đề đó thì sẽ dẫn có mấy anh em. Tại vì bản thân mình là mình chưa bao giờ mình nghe. Dạ. Nói thẳng luôn là chưa bao giờ mình nghe. Dạ. Tại vì câu chuyện là trên ông trời dưới ông Nhật á, hiểu rồi. Thì chắc có lẽ là tiếp theo thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo chân anh Nhật để mà chia sẻ về cái câu chuyện là mình mất thì ở quan tài này tự động dịch chuyển. Và cái câu chuyện thứ hai liên quan đến cái mâm đựng xác chết. Anh Hoa đi ngang đây thấy sức mồ hôi hả? Tốt mồ hôi rồi. Em cảm thấy lạnh sinh sống. Quá gì ai thấy cái gì vô trả lời.